chị đã ngon cho mọi mùi đồ ăn cho em nha. Em nói bụng quá. Nhanh ở đây đi, để chị vô chị lấy kem đánh răng cho em. Em quay lại đi, chị ngồi ở đây khó lắm quá. Để chị đánh hàm trên, hàm dưới, bốn hàm cho em. Rồi chị đánh xong, đánh xong rồi đó, em súc miệng đi. Chị cắt ca chiếc kem. Giờ em muốn ăn gì nè, để chị đi mua. Em ăn mì. Hồi sáng mẹ dặn chị là mua đồ ăn sáng cho em. Mẹ đi chợ về trễ lắm, để chị mua cho. Yeah, chị đi về rồi. Nè, mì có em nè, chị thì ăn cơm sườn. Để chị xuống chị lấy cái tô cho em. Thôi bây giờ em dọn vô phụ chị đi.